Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay, sau phần tin công nghiệp và thương mại trong tuần, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự tăng cường trật tự kỷ cương trong hoạt động sản xuất kinh doanh mũ bảo hiểm trong chuyên mục chuyển động công thương và phóng sự đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam Italia trong mục xúc tiến thương mại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Mới đây, Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức lễ trao giải thưởng sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2014 lần thứ nhất. Phát biểu khai mạc lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, sau hơn 6 tháng chuẩn bị qua 2 vòng xét duyệt sơ loại, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp, trên cơ sở gần 300 bộ hồ sơ đủ tiêu chí được đề cử thông qua danh sách 100 doanh nghiệp đạt giải lần này với cơ cấu top 10 sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu xuất sắc, top 10 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc có tỷ lệ nội địa hóa cao, 80 doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, phân phối, thương mại dịch vụ, thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Vừa qua, tại Trường Đại học Điện lực đã diễn ra hoạt động giao lưu hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2015. Tham dự sự kiện có đại diện Bộ Công Thương, đại diện các đơn vị liên quan như Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, nhà tài trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Daikin Việt Nam và các đại sứ của chiến dịch. Buổi giao lưu sôi nổi với sự tham gia của hàng nghìn sinh viên Đại học Điện lực và các nhóm câu lạc bộ tình nguyện trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ vui nhộn, những trò chơi tập thể, tiết mục trình diễn thời trang tái chế, Đại học Điện lực đã chọn ra 8 tác phẩm ấn tượng triển lãm và 3 tác phẩm xuất sắc trao giải khối trường hưởng ứng cuộc thi thiết kế poster hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2015 do Bộ Công Thương phát động. Kết thúc chương trình, hai đại sứ đã cùng hơn 300 sinh viên, tình nguyện viên xếp hình 60 cộng EPU và cùng hô vang chủ đề chiến dịch giờ trái đất năm 2015, tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu. Chiến dịch giờ trái đất năm 2015 đã được chính thức khởi động bởi Bộ Công Thương với mục tiêu tạo chuyển biến lớn trong hành động tiết kiệm năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu của mọi tầng lớp nhân dân. Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2, công ty năng lượng Mekong, Meko ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005 với tổng vốn đầu tư trên 400 triệu đô la Mỹ. Đây là dự án tư nhân trong ngành năng lượng và được đầu tư theo hình thức BOT bằng 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam thông qua quy trình đấu thầu quốc tế với sản lượng điện hàng năm đáp ứng khoảng 5% nhu cầu cả nước. Qua 10 năm hoạt động, nhà máy đã phát lên lưới điện quốc gia sản lượng gần 5 tỷ kWh, đạt hệ số sẵn sàng là 102% so với yêu cầu, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 56 triệu đô la Mỹ. Meko là một trong những dự án BOT trong ngành năng lượng đầu tiên tại Việt Nam. Việc xây dựng và vận hành chuyển giao nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 được xây dựng và vận hành trên nền kỹ thuật hiện đại là nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp chạy bằng khí thiên nhiên thuộc thế hệ mới, cho phép nhà máy phát điện công suất 715 MW với hiệu suất 56%. Lượng khí thải CO2 và nitơ thấp hơn 3 lần so với nhà máy truyền thống khác, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trải qua 10 năm vận hành và phát triển, nhà máy điện Phú Mỹ 2.2, công ty Meko không ngừng được nâng cấp và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, Meko đã đạt được chứng nhận, đạt tất cả các tiêu chuẩn ISO về vận hành và khai thác và với môi trường như ISO 14001-2006 và ISO 9001-2010. Các chứng nhận này được xem xét đánh giá định kỳ bởi các tổ chức chứng nhận quốc tế. Qua 10 năm vận hành của nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 đã cho thấy là nhà máy đã được quản lý vận hành một cách rất là tốt. Nhà máy luôn luôn ở trong trạng thái có độ khả dụng, độ tin cậy và ổn định cao, đáp ứng một cách kịp thời và hiệu quả các yêu cầu điều độ của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện của Quốc gia. 10 năm qua, với việc vận hành khai thác liên tục, nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 Meko tự hào là một phần của một trong những trung tâm điện lực chính tại Việt Nam, cùng với Tổng công ty phát điện số 3 Genco 3 và nhà máy điện Phú Mỹ 3 đóng góp tích cực cho ngành năng lượng Việt Nam với sản lượng và tiêu chuẩn cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm thực hiện việc tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm, ý thức đội mũ bảo hiểm của người dân đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, thì theo đánh giá của các cơ quan chức năng,
một bộ phận người dân vẫn sử dụng các loại mũ không đạt chuẩn để đối phó vì vẫn chưa bị xử phạt nghiêm khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, không thể áp dụng quy định xử lý vi phạm về quy chuẩn chất lượng, kỹ thuật để xử phạt vi phạm hành chính trong sản xuất kinh doanh loại mũ này dẫn tới việc bày bán tràn lan trên thị trường. Hà Nội là một trong những địa phương thực hiện tuyên truyền và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân sớm nhất cả nước. Tuy nhiên, trong công tác thanh kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm cũng gặp không ít khó khăn, bởi các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn thành phố hầu hết đều nhỏ lẻ, thậm chí có cơ sở kinh doanh không có địa chỉ cố định, hoặc khi tổ kiểm tra đến nơi thì không còn hoạt động. Đối với các quận huyện thì chúng tôi tập trung về tuyên truyền ở các khu dân cư bằng hình thức sân khấu hóa. Thì năm qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp với nhà hát Cải Lương Hà Nội xây dựng những cái tiểu phẩm về chủ đề mũ bảo hiểm để về tuyên truyền trực tiếp tới người dân ở các khu dân cư. Là chúng tôi phối hợp với các lực lượng như phòng cảnh sát giao thông, quản lý thị trường thì vừa kết hợp tuyên truyền và kết hợp về vấn đề kiểm tra và xử lý những cái cơ sở sản xuất cũng như là những cái hành vi mà người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm ở trên đường. Theo Ủy ban An toàn Quốc gia, sau hơn 2 năm thực hiện chỉ thị số 04 CTTTG ngày 8 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, trật tự kỷ cương trong hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng mũ bảo hiểm đã từng bước được tăng cường. Các doanh nghiệp đã quan tâm đến nâng cao chất lượng và thực hiện tốt hơn các quy định về quy chuẩn kỹ thuật. Hiện tượng bày bán công khai các loại mũ nhập lậu, kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ hoặc vi phạm các quy định về ghi nhãn hàng hóa đã giảm đi đáng kể. Ý thức đội mũ bảo hiểm của người dân đã được cải thiện rõ rệt. Chủ trương và công tác triển khai thực hiện chỉ thị số 04 CTTTG được đông đảo doanh nghiệp và người dân tích cực ủng hộ. Liên quan đến sản xuất kinh doanh cũng như sử dụng bảo hiểm có rất nhiều những chuyển biến tích cực. Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự vào cuộc của Bộ Công Thương mà đơn vị chủ công là Cục Quản lý Thị trường. Từ cái công tác vận động tuyên truyền đến cái việc tuần tra kiểm soát, xử lý những cái vi phạm về sử dụng này, về buôn bán kinh doanh những cái mũ bảo hiểm cũng như là cái việc kiểm tra thanh tra cái những cái đơn vị cơ sở sản xuất nhập khẩu mũ bảo hiểm, những linh kiện cho mũ bảo hiểm. Thời gian qua, Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các lực lượng chức năng liên quan và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân thông qua các buổi hội thảo, hội nghị, triển lãm hàng thật, hàng giả, v.v. Qua đó, người dân đã ý thức hơn trong việc mua mũ bảo hiểm đạt chuẩn, vì đó là cách tự bảo vệ chính mình. Người dân đồng tình cao với việc kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh sản xuất mũ bảo hiểm. Là khi mà mình đi mua sản phẩm mũ bảo hiểm ấy, thì cái đầu tiên là mình phải chú ý đến cái tem hàng của nó và cả cái nguồn gốc xuất xứ của nó. Mũ bảo hiểm ấy, nó cũng phải có một cái kiểu dáng, tức là kiểu dáng của nó phải thu hút. Một cái mũ bảo hiểm thì cái độ an toàn của nó, người tiêu dùng như mình thì rất là khó để biết được cái mũ này tốt hay không, mà phải dựa vào những cái kiểm định của cơ quan chức năng, và cái kiểm định đấy đó chính là các cái tem dán trên mũ, và tem đấy thì gọi là tem CR của mũ. Thực hiện chỉ thị số 04 CTTTG ngày 8 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương đã đề xuất những giải pháp để thực hiện chỉ thị số 04 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ một cách hiệu quả, thiết thực hơn. Trong đó, đề nghị Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ cho từng chính quyền, quận, huyện, phường, xã. Nếu để tình trạng bày bán mũ bảo hiểm, mũ nhựa các loại trên lòng đường, vỉa hè, thì chính quyền địa bàn đó chịu trách nhiệm. Lực lượng chức năng địa phương phải xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, triển khai đồng bộ các giải pháp từ việc kiểm tra xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đến công tác kiểm tra xử lý vi phạm về sử dụng mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết năm 2014, Italia có 57 dự án đầu tư tại Việt Nam. Với tổng số vốn đăng ký hơn 300 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 29 trên 101 quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Về thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Italia đã tăng từ 1,13 tỷ đô la Mỹ năm 2006 lên hơn 3 tỷ đô la Mỹ hiện nay, với mức tăng trưởng ấn tượng là 20% một năm.
Theo các doanh nghiệp của Italia đã đầu tư vào Việt Nam nhìn nhận, Việt Nam hiện đang trong quá trình chuyển đổi lớn, đạt sự tăng trưởng ấn tượng và ổn định. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam vào thị trường Italia là giày dép, cà phê, hàng dệt may, thủy sản. Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Italia máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện vận tải và gia nguyên liệu. Chính sách thu hút đầu tư của chính phủ Việt Nam đang tạo ra môi trường kinh doanh hết sức hấp dẫn và thuận lợi. Italia là một trong những nước Tây Bắc Âu đầu tiên nối lại và phát triển các quan hệ hợp tác với Việt Nam sau thời kỳ ngưng động những năm 1979-1989. Các doanh nghiệp Italia đang chú trọng đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ kỹ thuật, công nghệ cho đến chế tạo máy. Trong cái quá trình chúng tôi sẽ triển khai, đó là các doanh nghiệp của Ý sẽ vào Việt Nam đầu tư, và nhất là chuyển giao công nghệ và những cái khóa đào tạo từ những cái kinh nghiệm của các doanh nghiệp cũng như của nhà nước Ý về hướng về nhà nước và các doanh nghiệp Việt Nam. Trong thời gian qua, nhiều hội thảo về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Italia nói chung cũng như giữa các vùng của Italia với Việt Nam nói riêng đã được tổ chức. Đây là cơ hội lý tưởng để các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tìm hiểu, trao đổi thông tin, cập nhật kiến thức và xu hướng mới trong ngành công nghệ và thiết bị của Italia. Một số tập đoàn sản xuất lớn của Italia đã thiết lập quan hệ hợp tác và bước đầu có một số kết quả quan trọng tại Việt Nam như nhà máy đạm Phú Mỹ, liên doanh ô tô Mekong Fiat, Invesco, xe máy Piaggio, bình nước nóng Pirelli, vân vân. Lúc đầu thì chúng tôi cũng gặp những cái khó khăn trong vấn đề về công nghệ. Nhưng mà sau đó thì bên hơn bộ đã hỗ trợ rất là nhiều. Trong năm tới thì chính sách của tập đoàn Ferroli Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Á và có khả năng sẽ chuyển cả khách hàng Nga sang Việt Nam nữa. Công ty Piaggio Việt Nam đánh giá rất cao sự hỗ trợ của phía bộ trong cái việc triển khai và áp dụng hệ thống chính sách một cửa. Khi mà triển khai, khi mà công ty Piaggio Việt Nam được thành lập và có lô hàng xuất khẩu đầu tiên thì chúng tôi đã tiến hành đăng ký và xin tham gia cấp CO cho lô hàng đầu tiên đi xuất khẩu sang Thái Lan cũng như là sang Malaysia. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, việc mới đây Italia và Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược là một cơ hội lớn để hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, gia tăng đầu tư của Italia và Việt Nam. Nhất là khi Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể trong chính sách thu hút đầu tư và tham gia sâu vào kinh tế toàn cầu. Năm 2014 đã có rất nhiều tập đoàn doanh nghiệp của Italia đã đến với Việt Nam thăm dò thị trường, trong đó có các tập đoàn doanh nghiệp của các vùng năng động về kinh tế. Về phía Việt Nam, thời gian qua cũng đã tăng cường các cầu nối để tìm kiếm đối tác kinh tế ở Italia. Chúng tôi tin tưởng rằng là các bộ ngành có liên quan của Việt Nam, trong đó có Bộ Công Thương, thì trên tinh thần là Italia sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực đào tạo để phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng các yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư Italia vào Việt Nam thời gian qua còn hạn chế, chưa xứng với tiềm năng của hai nước. Do đó, trong thời gian tới, các doanh nghiệp hai bên cần tăng cường giao lưu, thảo luận kỹ các cơ hội, khả năng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng và sản xuất công nghiệp để nâng cao quy mô các dự án đầu tư thương mại lên một tầm cao mới.